Tuấn Anh là Hồ Duy thì bao giờ đến nhỉ? Em không biết. Bước cả lên. Này lạnh như rằng. Lạnh mà có đói. Nói chung là em cũng đón nhận cái thời tiết từ này từ bạn em rồi, nhưng mà hôm nay em đang thấy thời tiết nói chung là nice. Cái thời tiết này em đang chờ người cùng phòng với em để sửa ấm em để sửa ấm em. Về tinh thần của cái trước cái đợt tập trung này với cá nhân Duy là như nào? Bọn em sẽ cố gắng tập trung hết sức để tập luyện thật tốt để cống hiến cho người ủng hộ một trận cầu tốt và đẹp. Hai đội thủ đều ra mạnh. Trong điều kiện